Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ sáu ngày 27 tháng 9 năm 2019. Kính mời các bạn xem bản tin Mỹ lệnh cấm bí thư Đảng Cộng sản không nhập cảnh kẻ thù của nhân dân. Vâng, trong thời gian vừa qua các bạn đã chứng kiến rất nhiều những hiện tượng xảy ra, và đặc biệt đối với các nước có chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản đang cầm quyền. Đó là Cuba. Và bắt đầu từ hôm thứ năm, tức là ngày hôm qua, ngày 26 tháng 9 năm 2019, Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro đã bị chính phủ Mỹ ra lệnh cấm nhập cảnh vào nước này. Và đây là hình ảnh mới nhất mà hãng tin AP đã chia sẻ trên trang truyền thông của mình, cũng như sau đó rất nhiều báo chí quốc tế tại Mỹ và các nước khác trên thế giới đã đăng tải lại. Và hình ảnh các bạn thấy rất rõ, đó là bản tin nhanh của hãng thông tấn quốc tế AP đăng tải ngày 26 tháng 9 năm 2019. Và ngay sau video này thì chúng tôi sẽ chia sẻ những đường link để các bạn có thể trực tiếp xem bản tin gốc của hãng thông tấn này, cũng như nhiều hãng truyền thông khác trên thế giới đã đăng tải về vụ việc rất nghiêm trọng này xảy ra. Và tiếp theo, một số kênh truyền thông của tiếng Việt ở nước ngoài đã đăng tải những thông tin này mà các bạn có thể xem, nhưng ở trong nước thì hơn 800 cơ quan báo đài tại Việt Nam cũng không hề đăng tải những thông tin này để phục vụ người dân Việt Nam. Đấy là một điều thiếu sót rất lớn của các tổng biên tập cũng như các phóng viên ở trong nước. Lãnh đạo Cuba Raúl Castro và gia đình bị cấm nhập cảnh vào Mỹ. Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ hôm 26 tháng 9 năm 2019 áp đặt lệnh cấm nhập cảnh vào Mỹ đối với lãnh đạo Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro và gia đình ông vì liên quan đến những vi phạm nhân quyền thô bạo, theo lời của Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo. Là bí thư thứ nhất của Đảng Cộng sản Cuba, ông Raúl Castro giám sát một hệ thống giam giữ tùy tiện hàng ngàn người Cuba và hiện còn đang giam giữ hơn 100 tù nhân chính trị, tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ cho biết. Ông Raúl Castro vừa là em trai, vừa là đồng chí của nhà lãnh đạo quá cố của Cuba, ông Fidel Castro, và được xem là một trong những nhân vật quyền lực nhất hiện nay ở quốc đảo này. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy rất rõ, hình của ông Raúl Castro, và ông có hàm đại tướng và cũng là một trong những người em của chủ tịch Fidel Castro. Và ông hiện nay không nắm giữ vai trò của người đứng đầu nhà nước nhưng vẫn giữ chức tổng bí thư của Đảng Cộng sản Cuba, và điều đó hiện nay đang là một câu hỏi lớn đối với những người có cùng một thể chế đó và có cùng một đường lối, đó là Đảng Cộng sản, ngay cả tại Việt Nam cũng như vậy. Và tiếp theo, những bài báo đăng tiếp theo như sau: ông Raúl Castro vừa là em trai, vừa là đồng chí, vừa là lãnh đạo quá cố của ông Fidel Castro. Và ngoài ông Castro ra thì lệnh cấm nhập cảnh của Mỹ cũng áp dụng đối với con ông là Castro Emprin, Castro Espin, Castro Eslin, Niza và những người thân thiết của ông khác. Ở đây hình ảnh các bạn thấy rất rõ, chủ tịch Fidel Castro cùng đại tướng Raúl Castro đã đứng chào cờ trong cái lúc mà ông Fidel Castro đang còn sống. Và sau khi ông mất thì lập tức là ông Raúl Castro là người em trai đã nắm quyền thay thế. Thì những cái thể chế của cộng sản như vậy thì nó gần tương đương giống như tại Bắc Triều Tiên và một số cái nước độc tài khác, là người anh chết đi thì người em lại tiếp tục làm, và điều đó rất tai hại cho cái thể chế, cho cái sự vận hành của đất nước. Và lệnh cấm này được Ngoại trưởng Mỹ Michael Pompeo đưa ra vào hôm thứ Năm vừa qua đã giáng một đòn rất mạnh vào thể chế cộng sản cùng chế độ xã hội chủ nghĩa Cuba. Và điều đó chúng ta có thể thấy trên những hình ảnh mà một số báo chí trong nước ở Việt Nam đã đăng tải trước đây về việc, ví dụ như báo Thế Giới, thì sự kiện định hình tương lai Cuba, Đại hội Đảng Cộng sản lần thứ 7 là sự kiện có tính bản lề đối với xã hội Cuba trong bối cảnh mối quan hệ ngoại giao với Mỹ và đã đem tới nhiều hy vọng. Và đây là hình ảnh các bạn có thể thấy trên một số bài báo trong nước, và vẫn ca ngợi cái vai trò của Đảng Cộng sản của Cuba. Và thực tế thì điều đó đã đem đến lầm than cho người dân Cuba đói nghèo, và chúng ta đã chứng kiến trong thời gian vừa qua rất nhiều lần Việt Nam đã phải viện trợ lương thực cho nhân dân Cuba. Và hình ảnh mà gần đây nhất chúng ta có thể thấy đây là việc ông Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tiếp Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba vừa qua tại Hà Nội. Và Tổng Tham mưu trưởng Cuba mong muốn Việt Nam hỗ trợ về giống ngô. Chiều nay tiếp Thượng tướng Maria, Tổng Tham mưu trưởng, Thứ trưởng Thứ nhất Bộ các lực lượng vũ trang cách mạng Cuba, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc khẳng định Việt Nam luôn nỗ lực
giúp đỡ Cuba vượt qua khó khăn, nhất là trong cung cấp lương thực. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể thấy rất rõ trong thời gian vừa qua. Và Cuba thì khẳng định quan hệ giữa Việt Nam và Cuba là quan hệ mẫu mực trên thế giới hiện nay. Tuy nhiên, với khẳng định này, nhưng trong thời gian gần 3 tháng vừa qua, khi Trung Quốc liên tục xâm phạm vào vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, và Cuba là một trong những đồng minh rất thân cận của Việt Nam, và gần đây Cuba cũng nhận được rất nhiều những hỗ trợ về lương thực, nhưng Cuba đã im lặng hoàn toàn và không có bất cứ một động thái nào để ủng hộ Việt Nam trước cái sự xâm phạm của Trung Quốc. Và Cuba ngoài ra cũng muốn Việt Nam chia sẻ kinh nghiệm hỗ trợ Cuba về giống ngô, chuyên gia sang giúp canh tác cây ngô hiện đại đạt mức tăng trưởng hiện tại đang đạt mức tăng trưởng thấp. Để đẩy mạnh canh tác, quân đội Cuba đã chuẩn bị sẵn đất đai. Từ lâu nay, quân đội Cuba đóng vai trò quan trọng trong sản xuất lương thực cho đất nước. Và đây là điều mà các bạn cũng đã thấy, là quân đội Cuba thì không phải bảo vệ đất nước mà lại đi sản xuất lương thực. Thì điều này cũng khá giống với quân đội nhân dân Việt Nam. Gần đây là đã tổ chức rất nhiều những tổng công ty lớn bán sim điện thoại, làm viễn thông và sản xuất tất cả mọi ngành nghề, dịch vụ đám cưới, đám hỏi ở các quân khu, nhà nghỉ và nhiều cái thứ khác nữa. Thì điều đấy sẽ làm suy yếu quân đội. Thì những cái nước xã hội chủ nghĩa thường họ làm những cái việc rất bất thường như vậy. Và Cuba và Việt Nam cùng thể chế chính trị cộng sản và thể chế xã hội chủ nghĩa như nhau. Việc chính phủ Mỹ đưa ra lệnh cấm này cũng là gửi đi thông điệp tới vài nước cộng sản còn lại trên trái đất như Việt Nam, Trung Quốc, Lào và Bắc Triều Tiên. Và nhiều những hình ảnh mà chúng ta đã thấy trong thời gian qua, đó là việc Bắc Triều Tiên mặc dù rất khó khăn về mặt kinh tế nhưng họ vẫn tiếp tục phát triển và phóng tên lửa đe dọa hòa bình và ổn định trên toàn bộ nước ở châu Á. Và Lào cũng như thời gian qua không hề lên tiếng ủng hộ hoặc hỗ trợ Việt Nam trong việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền của Việt Nam. Và Trung Quốc thì như các bạn đã biết rồi, là một đất nước rất lớn bên cạnh Việt Nam và luôn luôn lăm le, và hiện nay họ đã công bố toàn bộ cái vùng chủ quyền của họ trên toàn bộ gần Biển Đông và chiếm đến 80% khu vực này. Và Việt Nam đương nhiên đã mất toàn bộ cái khu vực vùng đặc quyền kinh tế vào trong đường lưỡi bò của Trung Quốc. Nhưng cũng lúc này tại Việt Nam thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lại yêu cầu cả nước phải kiên định tiến lên chủ nghĩa xã hội. Nhưng ông cũng vẫn đưa ra những cái lời than thở mà các bạn cũng đã thấy trong thời gian vừa qua. Đó là việc ông nói rất rõ là chưa đến bao giờ thì chủ nghĩa xã hội có thể hoàn thiện, và ngược lại thì cũng có những quan điểm khác nói rằng là chủ nghĩa xã hội thì không có đâu mà tìm. Và trước đó thì chúng ta cũng đã thấy ông Nguyễn Phú Trọng cũng rất gần gũi với Cuba, và không những thế, ông lại có những cái động thái rất đặc biệt. Đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tặng Chủ tịch Raúl Castro huân chương sao vàng. Đây là hình ảnh các bạn thấy rất rõ vào tháng 3 năm 2018. Đây là hình ảnh giờ lại gần thì các bạn thấy rất rõ. Thì như vậy là với những thể chế độc tài và độc đảng cộng sản như vậy thì họ vẫn có những cái đường lối riêng với nhau. Và bây giờ là khi một trong hai ông này đã bị cấm nhập cảnh vào Mỹ rồi thì cái người kia là ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thì cũng rất lo lắng cho cái việc này. Có lẽ là như vậy, bởi vì Việt Nam và Cuba là đều cùng một thể chế cộng sản như nhau. Và các bạn có thể thấy hình ảnh rất rõ ràng trong những cuộc họp đại hội đảng của Việt Nam đều ghi rất rõ là Đảng Cộng sản Việt Nam. Và ở trên thì giống như Cuba, họ tôn thờ chủ nghĩa Mác Lênin và đưa những hình ảnh của những cái người mà ở các nước như châu Âu và các nước khác trên thế giới đã không còn sử dụng nữa. Và ngay cả tại Liên Xô thì họ cũng đã vứt tất cả những cái thứ chủ nghĩa này vào trong quá khứ rồi. Và trước đó, hôm 24 tháng 9 năm 2019, phát biểu trước Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã mạnh mẽ lên án tội ác mà chủ nghĩa cộng sản và chủ nghĩa xã hội là nguyên nhân dẫn đến cái chết cho hàng trăm triệu người dân vô tội cũng như nỗi đau khổ cho nhân loại. Và hình ảnh các bạn có thể thấy chia sẻ rất cụ thể trên một số trang báo quốc tế ở nước ngoài đã đưa cụ thể và chi tiết. Giới lãnh đạo Việt Nam hoang mang trước phát biểu lên án chủ nghĩa xã hội của Donald Trump. Phát biểu tại Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 9 vừa qua, Tổng thống Donald Trump nói: "Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản không phải vì công lý, bình đẳng, không phải nâng đỡ người nghèo và dĩ nhiên không phải vì những điều tốt đẹp cho đất nước. Chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa cộng sản chỉ vì một điều duy nhất: quyền lực của giai cấp thống trị." Nhà lãnh đạo Hoa Kỳ còn nói thêm rằng một trong những thách thức nghiêm trọng nhất mà các quốc gia đang phải đối mặt là bóng ma của chủ nghĩa xã hội. Nó là kẻ phá hoại quốc gia, kẻ tàn sát xã hội. Và đây ngành các bạn thấy rất rõ trong thời gian vừa qua phát biểu đó.
Và mặc dù rất may mắn cho các lãnh đạo Cộng sản ở Hà Nội, trong bài phát biểu của Tổng thống Donald Trump tại Liên Hợp Quốc vừa qua chưa nêu tên Việt Nam ra, nhưng vẫn với động thái cương quyết và thể hiện bằng hành động thực tế là cấm Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Cuba Raúl Castro và gia đình nhập cảnh vào nước này, thì cũng là tín hiệu bất an gửi đến Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng của Việt Nam có thể không còn chắc chắn trong thời gian tới nếu vẫn không chịu ngừng áp bức người dân và thả hết tù chính trị ra. Và hình ảnh các bạn có thể thấy trên trang truyền thông quốc tế cũng như trên tổ chức ân xá quốc tế đã nêu đích danh Việt Nam trong thời gian qua như sau: hãy trả lại tự do cho tù nhân chính trị ở Việt Nam. Ở Việt Nam hiện có hơn 100 tù nhân chính trị bị giam giữ chỉ vì đã thực thi các quyền căn bản của mình. Các blog và nhà hoạt động nhân quyền hàng ngày phải đối mặt với mọi sách nhiễu, đe dọa, theo dõi và thẩm vấn của công an. Trong một chế độ độc đảng, công an trị không chấp nhận bất đồng chính kiến, các nhà hoạt động bị tạm giam trong thời gian dài mà không được tiếp xúc với luật sư hay gia đình. Các nhà tài trợ và đối tác quốc tế cần gây sức ép để chấm dứt tình trạng đàn áp một cách có hệ thống nhằm vào những người lên tiếng phê phán ôn hòa. Hãy sát cánh cùng chúng tôi kêu gọi phải phóng thích ngay lập tức tất cả các người, những người đang bị giam giữ vì thực thi các quyền con người của mình một cách ôn hòa. Và đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem ở trên trang của Tổ chức Ân xá Quốc tế, với việc họ đã tuyên bố có hơn 100 tù nhân chính trị của Việt Nam đang bị giam giữ. Và số lượng này thì tương đương với số lượng mà Cuba cũng đang giam giữ. Và đầu tiên, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đưa lệnh cấm nhập cảnh đối với ông Tổng Bí thư của Cuba. Vậy thì ông Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam có lẽ cũng phải cẩn trọng hơn trong thời gian tới. Và quả thực nếu lệnh cấm này được chính phủ Mỹ đưa ra với ông Tổng Nguyễn Phú Trọng thì dự tính thăm Mỹ vào tháng 10 tới sẽ trở thành nỗi kinh hoàng cho ông vào cuối đời. Vì thời gian qua các bạn cũng đã biết Việt Nam cũng đã được Mỹ mời sang thăm và ngược lại cũng đang vận động hành lang để có những kết quả tốt hơn trong cuộc thăm đó. Nhưng cho đến nay thì những cái thông tin đó gần như vẫn chưa được công khai. Và bên cạnh đó, với cương vị là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, lệnh cấm này có thể áp dụng với ông Nguyễn Phú Trọng thì là một thiệt thòi lớn cho gần 4 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và trên 90 triệu người dân vì lãnh tụ của mình bị hạn chế đi lại, mất uy tín quốc tế và không thể tới Mỹ để bàn chuyện hợp tác lâu dài. Và qua sự việc này thì ông Nguyễn Phú Trọng nên dành thời gian nhìn lại mình và xem xét các hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam, nơi ông là người đứng đầu, sao cho thực sự phục vụ nhân dân. Và giải pháp triệt để nhất mà ông Nguyễn Phú Trọng có thể làm là theo gương vị Tổng Bí thư cuối cùng của Liên Xô Gorbachev tuyên bố giải tán Đảng Cộng sản Việt Nam và tổng tuyển cử tự do để cho người dân được thực sự bầu đại diện của mình vì quyền lợi đất nước cũng như sự toàn vẹn lãnh thổ. Cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo.de ngày hôm nay, thứ 6 ngày 27 tháng 9 năm 2019. Các bạn hãy chia sẻ những video này cũng như để lại những bình luận. Và chào các bạn, hẹn gặp lại các bạn vào chương trình lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức,